Và chương trình ngày hôm nay Hà Minh nghĩ là một chương trình mà Hà Minh mong muốn là chia sẻ với các anh chị về những cái bí quyết kinh doanh và cái bí quyết sản phẩm. Và biết đâu đây cái sản phẩm chiến lược ngày hôm nay sẽ giúp cho anh chị tăng doanh số, và điều đó là cái điều mà Hà Minh mong muốn ở các anh chị vào buổi sáng hôm nay. Vâng, chúng ta hãy thả những cái icon thật tuyệt vời vào, và chúng ta sẽ có thấy được những cái lý do vì sao chúng ta chọn những cái sản phẩm mà tưởng đâu chừng những cái sản phẩm này nó không liên quan gì đến mình, nhất là các anh nam đúng không ạ? Thì các anh có bao giờ suy nghĩ là mình sẽ kinh doanh trên một dòng sản phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ, nhất là sản phẩm body không ạ? Nếu mà anh nam nào có những cái ý nghĩ là tôi không quan tâm, tôi chưa quan tâm đâu, và hôm nay tôi thì tò mò xem Hà Minh nói gì về cái sản phẩm này không ạ? Nếu có thì cho Hà Minh những cái comment là số số 0 đi, để là mình chưa quan tâm đến sản phẩm nhưng mà hôm nay Hà Minh sẽ thay đổi ý nghĩ trong đầu các anh. Rồi các chị thì sao? Các chị thì thật tuyệt vời nếu mà các chị chọn những cái dòng sản phẩm đầu tiên của Dr. Lee, đó là những cái dòng dòng sản phẩm chủ đạo này, thì chúng ta sẽ có một cái lý do rất là đặc biệt tại sao chúng ta chọn sản phẩm này nha anh chị nha. Rồi vậy thì là rồi Hà Minh thấy rất là nhiều những cái comment đối với những cái câu hỏi của Hà Minh vừa đưa ra. Ok, vậy thì Hà Minh cũng tiếp tục những cái chia sẻ ngày hôm nay cho các anh chị nha. Đầu tiên, tại sao chúng ta phải chọn cái dòng body Dr. Lee mà không phải là những sản phẩm nào, đặc biệt là thời gian gần đây chúng ta sắp đến ngày 20 tháng 10 đúng không ạ? Ngày 20 tháng 10 không biết là các anh biết là ngày gì không ạ? Xin những cái cánh tay của các anh nam nào, những anh nam hãy cho Hà Minh biết sắp tới đây chúng ta có chương trình gì dành cho phụ nữ không ạ? Mà không được, bữa giờ Hà Minh thấy tất cả các trang Facebook nè, rồi các group nè, chúng ta rần rần đúng là ngày phụ nữ của tôi, ngày phụ nữ của tôi ngày 20 tháng 10 đúng không ạ? Ngày 20 tháng 10 chỉ còn vài ngày nữa thôi. Các anh đã tìm ra một cái món quà gì để tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình chưa ạ? Nếu mà chưa tặng thì đây là một đề xuất rất là hay cho các anh. Vì các anh biết không, nếu mà chúng ta lựa chọn mỹ phẩm nè, kem dưỡng da nè, thì có thể các anh nghĩ là mình chưa có biết cách tư vấn, chưa biết cách hướng dẫn sử dụng như thế nào. Thì vì là các anh chưa có thể là chưa chuyên sâu về những cái vấn đề về da mặt của phụ nữ. Hoặc là tặng cây son chẳng hạn đi, thì các anh không biết là chị ấy, cô ấy, bạn ấy, mẹ của mình có thích màu son đó không, thì chẳng lẽ là lựa một lần một một lớp màu son thì tặng. Và Hà Minh lựa chọn cho các anh chị đó một cái dòng sản phẩm mà vừa cầm lên thì mọi người rất là yêu thích rồi, và giá thành hợp lý nè, rồi lại là có thể sử dụng bất cứ làn da nào cũng được đúng không ạ? Và khi mà họ đã sử dụng rồi thì họ cảm thấy họ sẽ nhớ đến mình, và nếu mà họ sử dụng tốt thì họ sẽ trân trọng món quà của mình đúng không các anh? Có đồng ý với Hà Minh điều này không ạ? Rồi thì không biết là trong Zoom chúng ta có ai đã sử dụng qua sản phẩm kem body Dr. Lee chưa ạ? Nếu có là comment cho Hà Minh số 1 đi, để Hà Minh biết là mọi người đã nghe rồi, quen thuộc rồi với cái sản phẩm này trên tay của Hà Minh cầm đây. Rồi khi mà Hà Minh khui ra như thế này nè, thì có những cái người Hà Minh quay video lại, có những người nói ồ Hà Minh cầm cái gì trên tay vậy, nhìn đẹp vậy, nhìn sang trọng với vậy. Đúng, nhìn cái cảm giác đầu tiên nó rất là đẹp, nó rất là sang trọng. Và cái dòng body Dr. Lee là một trong những sản phẩm của ông Lee Ho Jin. Các bạn biết ông Lee Ho Jin là ai chưa ạ? Rồi có rất là nhiều anh chị đã có sản phẩm rồi và đang bôi luôn, tuyệt vời quá đúng không ạ? Lee Ho Jin là một cái người bác sĩ chuyên về dưỡng da, chuyên về cái dòng mỹ phẩm đặc trị da. Và khi ông Dr. Lee đã qua Việt Nam thì ông mang cho mình một cái thông điệp, thì bây giờ mình xin phép chia sẻ cái thông điệp của cái người sáng tạo ra những cái dòng mỹ phẩm rất là đặc biệt này nha anh chị nha. Rồi, trên đây là Hà Minh đã vừa chia sẻ cái màn hình slide, thì không biết là mọi người đã thấy slide của Hà Minh chưa ạ? Rồi, đây là slide Hà Minh nói về cái thông điệp mà ông Lee Ho Jin muốn gửi đến chúng ta, để là mình biết chắc chắn là cái một niềm tin từ một người đàn ông chuyên tâm về những cái sản xuất dòng mỹ phẩm dành cho phụ nữ như thế này. Và khi ông nói về những cái kỷ niệm ở tại Việt Nam, và ông mong muốn đem những cái sản phẩm đó đưa qua cho người Việt Nam sử dụng. Và người Việt Nam thì ông
khâm phục nhất là cái tấm lòng nhân hậu nổi tiếng của người Việt Nam. À, nhất là mình nghĩ đến cái vấn đề nhân hậu là mình nghĩ tới ai ạ? À? Mình nghĩ đến những người phụ nữ, đúng không ạ? À? Người phụ nữ, và mình cảm thấy đây là một cái niềm tự hào, và mình luôn luôn hướng tới những người phụ nữ trong gia đình. À, mình thì rất là yêu quý mẹ của mình. À, thì các anh cũng vậy đúng không? Mình yêu quý mẹ mà, mình yêu vợ nè, à, em gái của mình nè, hoặc là người yêu của mình. À, và mình mong muốn luôn luôn những người đó thật là đẹp, đúng không ạ? À, mà nhất là làn da, chăm sóc làn da cho phái đẹp. À, luôn luôn là một vấn đề mà mình mong muốn. À, không phải là mình phải có kiến thức mình mới chăm sóc, chỉ cần tình cảm, chỉ cần sự quan tâm thôi các anh chị ha, thì mình đã chăm sóc được những cái làn da cho phái đẹp của mình rồi. Và đây, à, khi mà chúng ta lựa chọn được cái thương hiệu Dr. Lee á, thì mình sẽ hướng tới những cái yếu tố đầu tiên, à, công thức sản xuất, thành phần nguyên liệu trong sản phẩm, à, chi phí sản xuất, bao bì in ấn và chi phí vận chuyển và các loại thuế nhập khẩu. Vì nếu mà chúng ta nhập khẩu sản phẩm này, à, từ Hàn Quốc, à, từ nơi mà cha đẻ của nó sản xuất ra, thì đâu đó chúng ta phải gánh nặng thêm một cái phần phí vận chuyển từ nước ngoài về, rồi phí mà nhập khẩu những cái sản phẩm này, à, nó tăng lên 30 đến 60% nếu chúng ta nhận được một cái sản phẩm nhập khẩu. Nhưng mà nếu mà nó sản xuất trong nước như thế nào anh chị, nó giảm bớt những chi phí đó, và thật tuyệt vời nếu mà được sản xuất trong nước á, thì là nguyên liệu và công thức của nước ngoài nhưng mà sản xuất trong nước, thì mình sẽ giải quyết được thứ nhất là nhân công, à, cái thứ hai là mình sẽ hạ giá thành, và với một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời này thì không phải là những cái người ở nước ngoài mới sở hữu được, à, hoặc là mình phải trả một cái giá rất là đắt hơn, à, chất lượng, à, của cái sản phẩm này rất là nhiều. Và à, mình đã có sản phẩm này cầm trên tay, sản xuất ngay tại Việt Nam. Vậy các bạn cảm thấy là yên tâm chưa ạ? À? Sản xuất ngay tại Việt Nam. Và cái nơi sản xuất rất là uy tín, à, nhà máy đạt tiêu chuẩn anh chị nha. Rồi, à, mình sẽ chia sẻ tiếp những cái lý do mà chúng ta nên lựa chọn. À, đầu tiên thì anh chị thấy một cái giấy chứng nhận thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP. À, anh chị đã biết là tiêu chuẩn GMP là như thế nào mà, thì nó là được chứng nhận của Cục Quản lý Dược, à, sản phẩm an toàn, đúng người sử dụng và có những cái chất lượng đặc biệt như thế này thì mới được, à, tiêu chuẩn GMP công nhận anh chị ha. À, và mình có đầy đủ giấy tờ sản xuất, chứ không phải các anh chị đã từng thấy trên thị trường rất là tràn lan những cái dòng kem body không ạ? Anh chị đã từng thấy những cái tràn lan đó chưa ạ? À, chỉ cần mở mạng lên thôi, chỉ cần mở Facebook lên thôi là các anh chị sẽ thấy rất là nhiều cô, à, cũng nhiều cái người mà người ta sản xuất kem trộn, mà người ta đưa cái thao rồi người ta quậy, rồi người ta đưa rất là nhiều công thức vào. Ví dụ như cả cái chai màu xanh trên tay chị này nè, là cái chai nước rửa dung dịch vệ sinh phụ nữ đó, cũng chế vào đưa vào cái thao kem trộn này luôn, rồi bỏ vào vô số hầm bà lằng, nào là bia, nào là thuốc, nào là phôi kem như thế này, à, và khi mà thoa lên á thì nó trắng ngay lập tức, à, nhưng mà tai hại như thế nào. Và những cái doanh số này nó bán rất là cao nha anh chị nha, à, rất là nhiều, à, đi đơn hàng ngày luôn, họ livestream mà đi đơn hàng ngày hàng giờ luôn. Vì sao ạ? À? Sản phẩm nó rẻ tiền, à, và nó khi mà dùng người ta thấy hiệu quả ngay lập tức, à, nhưng mà hậu quả như thế nào các anh chị có biết không ạ? À? Sau khi mà dùng một thời gian, à, thì những cái vấn đề mà trên da nó xảy ra như thế này, ở những sản phẩm kem trộn, kem cô đặc và kem trôi nổi pha rất là nhiều công thức, thì họ Minh nghĩ là tác hại của nó là khôn lường, đúng không ạ? À, mọi người có đồng ý với họ Minh ở vấn đề gì không? Tác hại nó khôn lường, nó bị viêm nhiễm da nè, à, bị da trở nên mẫn cảm, à, bị hư hại, à, bị nứt nẻ da, và những cái bị viêm da là không thể tránh khỏi. À, vì vậy thì chúng ta có nên ham rẻ không ạ? À? Chúng ta có nên ham rẻ đối những với những sản phẩm mà, à, các cô gái đang livestream, à, pha kem và nói là kem của mình là tốt nhất. À, đưa lên những cái sản phẩm như thế này, và một thời gian sau mọi người có bao giờ bắt gặp, à, hình ảnh xung quanh mình những cái người mà bị dị ứng sau khi sử dụng sản phẩm không ạ? À? Rất là nhiều, nó để lại những cái tác hại khôn lường như thế này, thì không thể nào mà mình, à, đưa ra những cái sản phẩm là không tốt như vậy để mình kinh doanh. Nhưng mà hiện nay mọi người lựa chọn kinh doanh rất là nhiều, vì thế BCA đã lựa chọn cho chúng ta một dòng sản phẩm mà vừa an toàn vừa hiệu quả, à, và thay thế những cái sản phẩm kem trộn trôi nổi trên thị trường đó, à, với một cái giá thành vô cùng là, à, thuyết phục chúng ta, đúng không ạ? Một sản phẩm với chất lượng là hàng đầu của Hàn Quốc, à, từ, à, công thức của Lee Hyun-jin, với giá chỉ có 495k thôi, 200g. 200g thì có thể mình sử dụng bao nhiêu lâu ạ? À? Khắp
cơ thể mình có thể sử dụng từ 6 tháng, 3 tháng đến 6 tháng nếu mà chúng ta thoa liên tục thường xuyên, đúng không các anh chị? Từ 3 tháng đến 6 tháng, và một món quà rất là giá trị nếu mà mọi người sử dụng. Và đầu tiên là mở ra cái chất kem bên trong á, mình thấy không phải là chất kem giống như những cái chất kem kem trộn hồi nãy Hà Minh vừa đưa ra. À, chất kem kem trộn như thế này nó khác hẳn, nó sẽ lập tức nó trắng da và nó nằm trên bề mặt da giống như những cái người mà đang vừa trộn vừa thoa, vừa trộn vừa thoa như thế này, nó khác hẳn. À, và đây cái chất kem của mình không bao giờ giống những cái chất kem này. Vì sao ạ? À? Vì mình thấy là nó nhìn vào nó cảm giác nó là rất là sang trọng, đúng không ạ? À? Sang trọng, và cái chất lượng kem của nó mọi người thấy rõ không ạ? À? Cái chất lượng kem của nó rất là tốt. À, và nó được bào chế với cái dạng là tinh thể nước. À, anh chị đã bao giờ nghe cái chất lượng là tinh thể nước chưa? Vì tinh thể nước này nó thân thiện và nó dễ thẩm thấu vào làn da chúng ta so với cái dạng là kem cô đặc. À, và ở đây không có những cái công thức mà pha trộn bởi những cái loại kem khác trộn với nhau, với nhiều hóa chất trộn với nhau, mà công thức của nó được bào chế từ những cái thảo dược quý hiếm. À, thảo dược quý hiếm. Và những cái thảo dược này không phải là mình có thể là trộn vô bất cứ cái nào cũng được. À, ví dụ như anh chị thấy là gì, có những cái người cái kem trộn kia có cái chất lượng từ chiết xuất từ cây phong đường, đúng không ạ? À? Cây phong đường thì nó làm cho mình là sáng và mịn da, nhân sâm nó sẽ nuôi dưỡng làn da tốt, tái thiết lập tế bào da cho mình, dầu hạt mắc ca thì nó dưỡng ẩm trên làn da của mình anh chị ha, và ngọc trai nó làm cho làn da bừng sáng, bừng sáng nhưng mà một cái cảm giác như là chúng ta cảm thấy là nó sáng ửng lên á, với tinh chất ngọc trai. Và ở cúc la mã là nó xoa dịu những cái vết mà bỏng rát nóng trên da ở cúc la mã. Rồi tảo biển anh chị biết không ạ? À? Nó có một cơ chế thải độc rất là tốt ở trong tảo biển, thải độc và nuôi dưỡng da rất là tốt anh chị ha. Rồi ở đó để cây long đờm nè, ngải cứu nè, rau sam Ấn Độ, trà xanh, ở đó nó sẽ giúp cho da chúng ta luôn luôn mát, tươi mát, luôn luôn là mát mẻ khi mình thoa một cái lớp nước lên da. Cái này Hà Minh tưởng tượng như là một cái lớp nước trên làn da của mình khi mình thoa lên như vậy đấy. À, và đặc biệt là để nó duy trì cái độ tươi, độ ẩm, và trắng sáng. À, duy trì cái độ trắng sáng sau một thời gian mình dùng nó sẽ bật tông, thì nó có glycerin. À, glycerin trong những cái sản phẩm này nó được đặc chế vào để làm gì ạ? À? Nó tạo độ ẩm và giúp cho da không bị lão hóa nha. Rồi khi mà mình cảm giác mình thoa những cái vết là đầu tiên trên da của mình á, thì mình cảm thấy đầu tiên là cái sự mềm mịn khi mình thoa lên. À, nó mềm mịn và nó cung cấp cái độ ẩm. À, thì cái da nào anh chị thấy là da mặt này hoặc da người, da da body, da khắp cơ thể mình á, nếu mà luôn luôn nó giữ một cái độ ẩm, mình cấp ẩm cho làn da thì nó rất là khó lão hóa. À, và glycerin nó còn đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc là tăng tính đàn hồi cho da, nó hạn chế những cái nếp nhăn trên da của mình, đặc biệt là mình thấy là cái da tay của mình nè, nó xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn, nếu mà mình thoa thường xuyên á thì nó hạn chế cái quá trình lão hóa và nó không hình thành những cái nếp nhăn khác xuất hiện. À, và trong sản phẩm này nó có thêm là vitamin D3, liên kết các tế bào, để nó liên kết các tế bào. Quý vị là nếu mà mình đứt gãy collagen quá nhiều trên cơ thể thì vitamin B3 này nó nuôi dưỡng lại những cái tế bào đó, và nó đồng thời là một loại axit béo, nó quan trọng trong việc là bảo vệ và tăng sinh collagen để lấy lại cái sự mềm mại căng mượt của làn da, giúp cho da chúng ta tăng cái độ ẩm lên, tăng cái sợi nguyên bào để tạo ra collagen tới 20% và tăng collagen sau thời gian sử dụng tới 54% luôn. À, và khi mà cái vết mà sạm da của anh chị á, khi mình thấy trên da thì nó sẽ cải thiện rất là triệt để. Vậy có những chị em nào mà mình cảm thấy là khi mình dưỡng da, da mặt của mình rất là trắng nhưng mà da body, da cổ nè, da tay nè, là cơ thể của mình đen hơn cái khuôn mặt mình không ạ? Có chị em nào như vậy không? Nếu có là comment cho Hà Minh số 3 đi, để Hà Minh biết là chúng ta vô tình chăm sóc chưa có đúng. Có nghĩa là chúng ta chăm sóc mà chúng ta chưa đều, đúng không ạ? À? Chăm sóc khuôn mặt nhưng mà bỏ bê làn da. Nên bây giờ chúng ta hãy quay lại cái vấn đề là chúng ta làm gì đến làn da chúng ta cho đều màu, và cả cơ thể mình, cả khuôn mặt chúng ta đã chăm sóc đẹp rồi thì body chúng ta cũng đẹp luôn. À, đó là một cái điều tuyệt vời mà sở hữu cái bản thân người phụ nữ á, nếu mà sở hữu được cái
cả cơ thể trắng sáng và cả làn da tươi tắn như vậy á thì là rất là đẹp anh chị ha, và cảm thấy rất là tự tin nếu mà luôn luôn mà có một cái làn da tỏa sáng như vậy. À vâng, có rất là nhiều các bạn nữ này comment cho Hà Minh là mình đang ở số 3. À, da mặt trắng mà người lại đen đúng không ạ? Da mặt trắng người lại đen thì bây giờ mình sẽ cải thiện nha. À, sẽ cải thiện những cái làn da đó như thế nào? Đầu tiên, điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm này Hà Minh thấy á, đó là cái gì anh chị biết không? Nó sẽ lập tức cho chúng ta bật tông sau 14 ngày khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm Doctoly này. À, vậy thì hãy trải nghiệm với Hà Minh đi, bật tông da sau 14 ngày như thế nào? Hãy so sánh nha. Trước khi chúng ta sử dụng, chúng ta chụp lại cái làn da chúng ta đi, và sau những lần sử dụng chúng ta hãy chụp lại hình để so sánh nó bật tông thế nào sau 14 ngày. Điều đó sẽ rất là thuyết phục cái cảm giác là mình thay đổi cái làn da sắc tố của mình như thế nào. Rồi, cái thứ hai là như thế nào ạ? Giúp cho chúng ta loại bỏ những sắc tố đen, làm trắng hồng một cách tự nhiên, có nghĩa thoa lên chúng ta không có cảm giác là trắng ẩn liền trắng mà nó bị bết chích và trắng một cách là giả tạo. Thì ở đây kem này nó thẩm thấu nhanh vào làn da và nó làm cho chúng ta cảm thấy là trắng hồng mà cái sắc tố đen nó biến mất, nên là chúng ta đều màu da hơn, nên nó cảm giác là trắng hồng và bật tông rất là tự nhiên. À, và nếu mà chúng ta đã lỡ sở hữu những cái làn da sần sùi nè, khô ráp nè, thì nó sẽ giúp chúng ta tái tạo và phục hồi những cái làn da hư tổn, nhất là những cái làn da vô tình lúc trước chúng ta đã sử dụng những cái kem cô đặc, kem trộn để bôi lên làn da đó, thì nó giúp chúng ta phục hồi lại anh chị nha. Rồi cái thứ ba mà luôn luôn á, cơ thể người phụ nữ phải mềm mại, đó là nó giữ ẩm, cân bằng cho làn da, giúp cho làn da chúng ta căng tràn sức sống, và chúng ta sẽ không lúc đó sẽ sau không nghĩ là ừ chúng tôi già rồi, tôi lão hóa rồi, hoặc là tôi đang ở độ tuổi 40, 45 rồi thì không cần phải chăm sóc làn da nữa. Nhưng mà nếu mà tuyệt vời hơn, anh chị đang ở cái độ tuổi 40, 45 nhưng mà làn da của anh chị đang ở độ tuổi 30, 20 hoặc là 18 thì mình thích không ạ? À? À, điều đó rất là thích. À, nếu là đặc biệt những người phụ nữ đã trải qua những cái vấn đề mà con cái nè, sinh con đẻ cái nè, hoặc là lo cho gia đình quá nhiều thì chưa chăm sóc đến cái bản thân mình, thì hôm nay kem body nếu mà các anh tặng cho vợ, cho mẹ, cho chị của mình thì họ sẽ cảm rất là cảm kích tấm lòng của mình. Vì sao ạ? À? Nó sẽ giúp cho cái làn da của người phụ nữ lấy lại những cái nét thanh xuân, đúng không ạ? À? Lấy lại những cái nét thanh xuân mà bấy lâu nay bỏ quên. À, và điều đó những cái người phụ nữ xung quanh chúng ta rất là cảm kích. À, và khi mà đã khắc phục được những cái làn da nhăn nheo lão hóa và phục hồi những cái hư tổn rồi thì phụ nữ bảo đảm là họ rất là tự tin. À, tự tin và rất là vui vẻ, giống như Hà Minh gì đó, luôn luôn tự tin và vui vẻ. Vì sao ạ? À? Vì mình đã tìm được những cái sản phẩm là chăm sóc cho cơ thể của mình rồi thì không có vấn đề gì mình phải buồn phiền nữa, đúng không ạ? Phụ nữ chỉ cần đẹp thôi, đẹp và đẹp, và các anh nam cũng vậy, chỉ cần ngắm nhìn những phụ nữ đẹp thôi thì mình cũng có cảm giác như mình rất là thích, đúng không ạ? Mình rất yêu người phụ nữ đó vì phụ nữ đó đẹp trong mắt mình. À, cho dù là họ cũng chưa có thật sự là tươi đẹp lắm giống như so sánh những người phụ nữ ngoài đường kia, nhưng mà mình sẽ làm điều đó, đúng không các anh? Mình sẽ làm điều đó cho những người phụ nữ của mình. À, vậy là những người phụ nữ đó càng yêu quý mình hơn nữa. Rồi, nếu mà mình thoa kem như thế này, các anh chị thoa những cái bước đầu tiên trên da, thì nếu mà anh chị cảm thấy sẽ khác hẳn so với cái việc là mình sử dụng cái những cái sản phẩm trước khi trôi nổi. Vì sao ạ? À? Khi mình thoa lên da nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh. À, từ tinh thể nước nó thẩm thấu rất là nhanh, và mình có cảm giác là khi mà thấm kem vào xong rồi nó sẽ không bết rít nữa. À, không bết rít nữa, và anh chị thấy trên tay của Hà Minh không ạ? À? Nó sẽ không bị mốc vân kem lên. À, không bị mốc vân kem, đặc biệt nó ẩm mịn. À, ẩm mịn, và một thời gian khi mà thoa nó thẩm thấu vào da thì nó không có nhờn chít nữa. Đặc biệt là cái lúc tắm á, thì những cái sản phẩm kem body mà do kem trộn á, nó có một lớp rất dày trên da, thì ở đây nó sẽ thấm rất là nhiều trên da, nó thấm thấm thẳng trên da luôn, nó không có làm cho mình bị nhờn chít và không có cảm giác bị bí tách trên làn da của mình. À, vậy là cảm giác là rất là dễ dàng sử dụng. À, và nếu mà tuyệt vời hơn, nếu mà sản phẩm này được chăm sóc bởi một cái bàn tay nam, hoặc là mình có sản phẩm này đi thì mình sẽ nhờ nhờ anh xã, nhờ người yêu của mình: anh ơi, thoa giùm em cái lưng đi được không, vì cái lưng là mình không thể xoa được rồi, xoa giùm em cái lưng đi. Thì anh chị thấy nếu mà có những cái vấn đề đó, chúng ta có thể gắn kết với nhau được không ạ? Gắn kết tình cảm với nhau từ cái hũ kem.
body vi bé như thế này thôi. À, đó là những cái tuyệt chiêu của phụ nữ nha, mà hôm nay Hà Minh mới bật mí cho mọi người thôi. À, và khi mà chúng ta thoa lên như thế này thì cái điều đặc biệt á là cái cảm giác của nó thư giãn. Thư giãn bởi vì cái mùi hương của nó không bị quá gắt. Anh chị nha, không bị quá gắt trên cái mùi hương của cái sản phẩm. Này, à, và có một cái cảm giác như khi mà Hà Minh sử dụng cái những cái sản phẩm nước hoa của nước ngoài á, đặc biệt là Cushy Balm á, thì Hà Minh cảm thấy nó có cái mùi y hệt như cái mùi Kem Body nè. Tức nghĩa là cái mùi hương của nó rất là sang trọng. À, và mình có thể là tặng cho bất cứ người nào để họ dưỡng da, trở thành cái mùi thơm của cơ thể, tự nhiên của cơ thể đưa ra. Và khi mà Hà Minh xoa như vậy á, khi mình ra đường á, thì mình có cảm giác như là mình tự tin hơn cái việc là mình sử dụng nước hoa. Vì sao các anh chị biết không? Sử dụng nước hoa một thời gian á, nó sẽ bay mùi đi. À, vì nó không có thẩm thấu vào cơ thể ha. Bay mùi đi thì nó chỉ giữ, nếu nước hoa xịn quá thì nó cũng chỉ sử dụng từ 6 đến 8 tháng thôi. À, xin lỗi, 6 đến 8 tiếng thôi. Còn những cái mùi nước hoa mà bình thường thì nó bay đi lập tức. Lúc đó cái mùi cơ thể của mình từ mồ hôi nó sẽ tiết ra. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng kem body cho làn da chúng ta thì nó sẽ thẩm thấu và nó giữ lại cái mùi hương rất là tự nhiên trong cơ thể chúng ta. Nên là người phụ nữ luôn luôn là thơm tho, mặc dù đứng bếp, mặc dù vất vả ở ngoài đồng, mặc dù bôn ba ở ngoài đường, nhưng mà cơ thể chúng ta cũng luôn luôn sạch sẽ và tỏa ra cái mùi thơm. À, và đặc biệt là khi mà cái sản phẩm này nè, các anh chị bôi ra đường à, mà nó không có ăn nắng, không bắt nắng quá nhiều đâu. À, rồi, à, vậy thì 495.000 à, trên một sản phẩm mà chúng ta tặng làm quà tặng, thì các anh chị cảm thấy mình thuyết phục không ạ? À, thuyết phục để làm quà tặng cho chị em phụ nữ. Quà tặng 20 tháng 10 sắp tới đây không ạ? À, nếu mà mọi người cảm thấy là ừ, tôi muốn sở hữu cái sản phẩm này, hãy comment cho Hà Minh cái chữ là tôi muốn đi, để Hà Minh biết là mọi người đang đồng cảm, đang có những cái chia sẻ của Hà Minh và mọi người cảm thấy là rất là vui, rất là thích thú với những chia sẻ sáng hôm nay. À, và cái chủ đề thứ hai mà Hà Minh muốn nhấn đến ngày hôm nay đó là cái vấn đề là mình tạo doanh số bền vững. À, và mình lựa chọn sản phẩm chiến lược trên Kem Body Dr. Lee. À, mọi người có mong muốn là mình vừa có những cái sản phẩm tốt mà mình vừa kinh doanh hiệu quả không ạ? À? Rồi rất là nhiều cái comment tôi muốn cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha. À, và sáng hôm nay thì Hà Minh muốn nói đến các anh chị từ cái thông điệp là dưỡng da bên ngoài. Mà tại sao bên ngoài á thì mình thấy họ kinh doanh kem trộn, à, kinh doanh kem body bằng cách là trộn từ những cái công thức mà tự họ suy nghĩ ra, từ những cái hóa chất không mong muốn trên làn da của người của chị em phụ nữ, thì nó làm cho chúng ta hư hại làn da như thế này. Thì tại sao một cái sản phẩm tuyệt vời này chúng ta đáng để kinh doanh thì chúng ta không làm, đúng không ạ? BCA lựa chọn đưa lên kệ sản phẩm rất là tuyệt vời khi có cái dòng kem body này. Vì sao ạ? Khi mà cầm lên sản phẩm thì đầu tiên nó sẽ thuyết phục cái người nhận, người tặng và người mua. À, vì nó có cảm giác rất là sang trọng và đẳng cấp, chứ không phải là giống như những cái hũ kem bên ngoài kia. Anh chị ha, thấy là mình cầm trên tay anh chị em cảm thấy là đẹp không ạ? À? Đẹp và tuyệt vời. Và đặc biệt trong đây nó có thêm những cái, à, đây là cái tem chứng nhận ha, hàng sản xuất đặc biệt từ nhà máy của mình. À, và có những cái thông điệp của ông Lizzin gửi trong cái kem này, vì Hà Minh xài cái sản phẩm này lâu rồi, nên là cái tờ giấy đó đã nhiều người đọc qua đọc lại và nó sót ở đầu rồi. Những cái thông điệp đầu tiên của ông ta gửi vào cái sản phẩm này thì mình thấy rất là tin tưởng. À, cái thứ hai đó là những cái chào hàng mà mình đưa ra đến những khách hàng của mình. À, và cái mà cho họ thử trên da, nếu mà mình sở hữu một sản phẩm mình cho họ thử trên da thì họ rất phục. Thứ nhất là cái mùi hương, à, nó đưa tới cho người ta cảm giác sang trọng mà không có một cái thành phần gắt nào giống như là cái thành phần kem trộn trôi nổi trên thị trường. Cái mùi hương nó rất là đặc biệt và nó đưa ra cảm giác thư thái và sang trọng cho mình nha. Và cái thứ ba là khi mà mình cho họ sử dụng thử bôi lên cái làn da của họ thì họ cảm giác là tươi mát, cảm giác mát mẻ cho làn da thì họ cảm thấy rất là thích. À, và cái thứ ba là cái giá thành để họ có thể sử dụng được 200 gram này. À, nếu mà cái mình sử dụng thường xuyên á, thì nó chia ra một tháng không là bao nhiêu. Mà đặc biệt nếu mà các anh chị là đại lý, à, của BCA, là cộng tác viên của BCA, thì các anh chị sở hữu cái sản phẩm này nó đâu có phải giá thành 495 ngàn, đúng không ạ? À, anh Lê Nguyễn đã sử dụng cho vợ 3 tháng và mình thấy vợ anh Lê Nguyễn không ạ? Cái biết không ạ? Thì à, bạn đấy càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng trẻ ra. Bây giờ mới biết là
anh đã mua cho vợ của mình sử dụng cái sản phẩm rất là tuyệt vời ha. Và một cái người đàn ông tinh tế thì luôn luôn là tìm những cái sản phẩm tuyệt vời cho người phụ nữ thân yêu của mình, đúng không ạ? Rồi, à, vậy thì là có rất là nhiều anh chị mong muốn là tôi muốn sản phẩm này. Và nếu mà mình đã bán một sản phẩm này thì các anh chị thấy cái mức độ mà reorder của sản phẩm này có không ạ? À? Anh chị có đoán là sản phẩm reorder này có thể mình lặp đi lặp lại trên cái kinh doanh của mình không ạ? À? À, mình nghĩ là có, vì một người sử dụng thì nhiều người sử dụng, và một người sử dụng rồi thì họ không ngừng lại sử dụng tiếp đâu. À, vì là nó không có gây hại trên làn da, nó chỉ giúp điều nhiều điều được hơn là mất anh chị ha. À, rồi đàn ông có sử dụng được không? Tại sao đàn ông lại không sử dụng được? Đàn ông cũng có nhu cầu làm đẹp đúng không ạ? À? Đàn ông cũng có nhu cầu là có thể là xoa tan mệt mỏi, đàn ông cũng có nhu cầu được được massage à, trên cơ thể. Nếu mà tuyệt vời hơn một phủ kem mà một buổi tối hai vợ chồng tắm rửa sạch sẽ xong vào giường, à, anh bôi cho em bôi cho anh và cùng massage lẫn nhau, thì mình thấy là à, tình cảm gắn kết không ạ? À, nếu mà có giận nhau thì có hũ kem này nó sẽ xoa dịu. À, tình cảm giữa hai vợ chồng là sự chăm sóc lẫn nhau, đúng không các anh chị? À, có ai mà hồi là đó giờ chúng ta chưa chăm sóc lẫn nhau chưa ạ? À? Chưa chăm sóc vợ mình, à, chưa chăm sóc chồng mình không ạ? À? Thì bây giờ nếu mình thoa cái kem này lên á thì cái làn hương nó tỏa ra đã gây sự hấp dẫn cho nhau rồi. Giống như là Mai Hậu, khi mà bạn sử dụng đầu tiên cái sản phẩm này của nhà máy Lagip á, thì là à, chồng của Mai Hậu đã hỏi là em sử dụng nước hoa gì mà thơm thế. À, không nhận ra cái việc bết rít trên làn da của cô ấy mà sẽ chỉ sử nhận cái mùi hương và cái cơ thể của cô ấy mềm mịn tươi mát thôi. À, và mình sẽ quyến rũ được cái người đàn ông của mình yêu từ những cái sản phẩm này. À, và mình đem những cái lời à, mà mình cảm giác như là mình trải nghiệm được trên sản phẩm này rồi, mình đi chia sẻ với những người phụ nữ của mình, à, chia sẻ với những người mà đồng cảnh của mình, thì họ sẽ cảm nhận là đúng những cái điều mình vừa nói không anh chị? À, cái body thì chúng ta không nên thoa lên mặt nha. À, không nên thoa lên mặt. Rồi, à, mình vừa chia sẻ những cái kiến thức mà bí quyết của Hà Minh bấy lâu nay khi mà mình để sử dụng qua một cái vài tháng à, cream body rồi, thì mọi người cảm thấy là yên tâm hơn khi Hà Minh à, bật mí cái bí quyết ngày hôm nay cho các anh chị chưa ạ? À? À, vậy thì vòng tiếp theo nhờ MC Quỳnh Như kết nối chúng ta giao lưu với nhau một tí về những cái câu hỏi ngày hôm nay nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Mọi người có thấy phần chia sẻ của chị Hà vừa rồi rất là tự tin và rất là đáng yêu đúng không ạ? Chị Hà Minh chia sẻ cái hũ kem mà nó đi từ cái cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, mà em nghe em cảm thấy là em đã sai rồi. Nhưng mà chị Hà Minh chia sẻ là em cảm thấy em càng thích hơn, và giống như là có hứng thú là lát nữa là mình phải đi chia sẻ liền để chuẩn bị tới ngày 20 tháng 10 là mình bán thiệt là nhiều cái sản phẩm kem body luôn đúng không cả nhà? Đó. À, và chị Hà Minh cũng có nói là sản phẩm này nó có thể là sắp tới là mọi người có thể bùng nổ doanh số về sản phẩm này rất là lớn. Vậy thì trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay á, có những cái anh chị đại lý và cộng tác viên của mình á, ai có mong muốn gì hoặc là ai có cái thắc mắc gì muốn giao lưu hỏi đáp cùng với chị Hà Minh để mình có cái chiến lược chuẩn bị mình chiến đấu cho cái 20 tháng 10 tới mình bán thiệt là nhiều. Và khi mà mình có những cái kỹ năng bán rồi á thì sắp tới đây mình sẽ kinh doanh cái dòng sản phẩm này lâu dài luôn cả nhà mình nha. Rồi, trong chương của chúng ta ngày hôm nay có anh chị nào muốn hỏi thì mọi người có thể bật mic lên hoặc là mọi người có thể nhắn lên khung chat, rồi em Như sẽ nhắn lại cho chị Hà cũng được, ai ngại thì cứ nhắn lên khung chat nha. Còn ai mở mic được thì mọi người cứ mở lên mọi người hỏi nha cả nhà. Em thấy là có chị Thùy Linh, chị đại lý Thùy Linh đang giơ tay thì chắc là không bật mic được. Thì ban tổ chức có thể mở mic được cho chị Thùy Linh có thể giao lưu cho cái Zoom mình nó được rôm rẻ nha ban tổ chức ơi. Rồi, ở trên đây Hà Minh cũng thấy có những câu hỏi nè Quỳnh Như. À, thấy mình dành cái câu hỏi của chị hay anh gì đó của đại lý IC gì đó hỏi rất là hay, là da chai cứng có cải thiện được không? Da chai cứng à, có nghĩa là mình lâu ngày cái làn da mình không chăm sóc đúng không ạ? À? Không chăm sóc thì mình cảm giác mình sờ lên da nó khô ráp, à, và nó cảm giác là nó không có đàn hồi mịn màng, thì anh gọi là da chai cứng. Thì Hà Minh cảm giác là những cái người đó đặc biệt phải cần chăm sóc nha, phải cần chăm sóc làm sao để cho da mềm mịn và tươi mát. Thì là những cái lần đầu tiên mình sử dụng này nè, nếu mà mình không có tắm
tắm để mình tẩy tế bào chết trên da, có nghĩa là mình có thể dùng muối nè, để dùng những cái hạt cà phê xay nhuyễn á, thì là mình tắm trên da, sau đó mình dùng cái sản phẩm này lên á thì nó thẩm thấu rất là nhanh và nó sẽ đẩy lùi cái việc là chai cứng và khô ráp trên làn da của mình. Nên là những cái người phụ nữ đầu tiên khi mà họ sử dụng mà họ không không tắm để họ tẩy được cái tế bào chết trên da thì họ có cảm giác hơi khô trong những cái ngày đầu tiên, nhưng mà sau một thời gian thì nó nuôi dưỡng da lại rất là tốt. Nên là mình phải chăm sóc bản thân trước là phải tẩy tẩy tế bào chết đi trên làn da của mình, thì làn da của mình lúc đó nó thẩm thấu kem rất là nhanh và nó bật tông nhanh hơn nếu mà mình cứ để cái làn da của mình khô mà mình xài lên nha. Đặc biệt là sau khi tắm thì mình nên nên xài thì nó sẽ thẩm thấu và nó giữ hương thơm rất là lâu. À chị Hè ơi, có những cái câu hỏi em thấy rất là hay, ví dụ như là hỏi là kem này có chống nắng được hay không? Bởi vì có một số loại kem có thể chống nắng được, thì chị Hè giải đáp giùm cái câu hỏi này để nêu lên được cái đặc tính của kem mình luôn nha chị Hè. Rồi, ok, cảm ơn Như. Thì kem body này nó dưỡng da là chủ yếu, nhưng mà cũng có một vài thành phần nó chống lại cái môi trường từ bên ngoài, nhưng mà nó không có chống nắng cao. Nếu mà mình phải đi ra ngoài đường một thời gian dài thì nhiều, còn nếu ở trong nhà thì mình có thoa lớp kem này lên thì nó có khả năng chống những cái ánh sáng xung quanh nó rất là an toàn. Nhưng mà nếu mình đi ra ngoài thì mình khuyên là mọi người hãy sử dụng thêm một cái sản phẩm kem body chống nắng, cái xin lỗi, kem chống nắng body, thì mọi người thoa lên thì nó sẽ an toàn cho làn da của mình, nhất là ở những cái vùng mà mình lộ ra như là phần cổ, là phần tay, thì mình thoa thêm một cái lớp kem chống nắng body nha anh chị nha. Còn nếu mà mình không có đi đâu ra ngoài đường quá nhiều mà mình chỉ ở nhà thôi thì mình có thể là chạy ra ngoài chợ một xíu nè, hoặc là mình đi đường không thời gian không quá lâu thì mình chỉ cần mặc áo khoác thôi thì mình cảm giác là nó rất an toàn. Thì bấy lâu nay khi mà mình sử dụng chống nắng body và cái thời gian nghỉ dịch ở nhà thì mình không có chi đại nhiều và mình cũng không có bôi kem chống nắng, nhưng mà làn da nó vẫn không có ảnh hưởng gì. Nên là mình tin chắc là nếu mà các anh chị không dán nắng quá nhiều thì mình không cần dùng thêm kem chống nắng mà mình chỉ dùng body thôi. Nếu mà chúng ta dùng kem chống nắng thêm thì mình thấy kem chống nắng body của doctor của New Land á, nó sẽ rất là tuyệt vời khi chúng ta thoa lên, vì lớp một lớp mỏng mịn của kem chống nắng á, thì nó bảo vệ tuyệt đối cho chúng ta luôn nha anh chị nha. Dạ rồi chị Hè ơi, có cái câu hỏi này em thấy cũng cũng hay, là bao nhiêu tuổi, từ bao nhiêu tuổi tới bao nhiêu tuổi là mình có thể sử dụng được, và khi mà người mẹ mà vừa sinh xong á gặp một số vấn đề về rạn nứt da nè, hoặc là có em bé, cho em bé bú thì mình có sử dụng được không chị Hè ha? Rồi, ok. Những cái vấn đề như là rạn nứt da hay là cái vấn đề mà phụ nữ chăm sóc sau khi sinh á thì là một vấn đề mà chúng ta đáng quan tâm, vì là có thể là trong thay đổi nội tiết tố trong cơ thể người mình á thì làn da trở nên khô ráp, đặc biệt là trong cái giai đoạn mang thai chúng ta tăng cân quá mức đúng không ạ, thì nó sẽ có những cái vết rạn ngay bắp tay, ngay đùi hoặc là ngay bụng á, thì mình cũng nên là dùng những cái sản phẩm để cho mình có thể dưỡng lại cái làn da, đặc biệt là nó phục hồi những cái làn da hư tổn. Nhưng mà Hà Minh khuyên á, nếu mà mọi người sử dụng á thì phải cách ra cái giờ mà cho anh bé mình bú. Nếu mà mình cho em bé bú thì vô tình nếu mình thoa vào trong cơ thể, nhất là phần ngực của mình, thì mình phải lau sạch đi, lau sạch để tránh cho cái kem nó dây vào người của bé. Cái thứ hai là nó sẽ trả lại cho cái phục hồi những cái hư tổn mà khi mà chúng ta bị khô, bị nứt, bị rạn quá nhiều. Vì trong đây nó có những cái thành phần thảo dược á, nó sẽ nuôi dưỡng. Nhưng mà các anh chị có biết lưu ý một điều cho Hà Minh là không phải nó sẽ nuôi dưỡng ngay lập tức đâu nha. Tại vì những cái sản phẩm này nó sẽ nuôi dưỡng từ bên trong. Còn nếu mà muốn trắng sáng mà muốn đều màu liền ngay lập tức thì không có thể, chúng ta sẽ tìm kem trộn. Thì vấn đề đó rất là nguy hiểm. Nên là chúng ta phải kiên nhẫn trong vấn đề làm đẹp. Từ 14 ngày sau thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó, chứ không phải là từ 2-3 ngày đầu chúng ta cảm nhận được nó trắng sáng, nó bật tông ngay lập tức thì là Hà Minh không dám chắc. Nhưng mà Hà Minh cam đoan với anh chị một điều, nếu chúng ta thoa lên thì nó bật tông 1,5 1,5 cái tông bình thường của chúng ta, là chúng ta thoa thường xuyên như vậy thì nó sẽ duy trì cái tông da của mình bật tông lên 2 tông 3 tông chẳng hạn. Thì ở đây Hà Minh đã bật tông lên được 2 tông so với lúc trước rồi, nên là mình nghĩ là cái thời gian ngắn thôi là mình đã làm được điều đó. Mọi người nhớ tuân thủ cái thời gian đầu nha. Chị Hè ơi, nhưng mà cả nhà mình có hỏi á, là khi mà chúng ta thoa kem chống nắng á, thì chúng ta đi ra ngoài á, thì chúng ta cần phải thoa kem chống nắng trước hay là chúng ta sẽ thoa kem Dr. Lee này trước khi đi ra ngoài á chị Hà? Dầm dưỡng á, thì mình luôn luôn nhớ là phải thoa trước cả gương mặt và cả body cũng vậy nha.
dưỡng nên chúng ta thoa trước, và kem chống nắng thì chúng ta thoa sau, vì chống nắng là một cái tấm khiên nó bảo vệ từ bên ngoài thôi, chúng ta hãy thoa lớp sau cùng để nó bảo vệ làn da chúng ta. Còn ở đây body nó sẽ nuôi dưỡng làn da nên chúng ta thoa vào bên trong nha. Cái nào mà loãng hơn thì chúng ta thoa trước, thì đặt chúng ta thoa sau, và chống nắng thì chúng ta thoa sau cùng trước khi chúng ta trang điểm cho da mặt, còn thoa sau cùng trước khi chúng ta thoa kem body rồi chúng ta mới thoa kem chống nắng nha. Dạ rồi chị Hà. À, vậy nếu như mà các chị hỏi là nếu như mà vậy á là phải xài liên tục, nhưng mà nếu như mà ngưng lại á thì da mình có bị ảnh hưởng gì không á chị Hà ơi? À, đặc biệt là body Dr. Lee không bao giờ ngưng lại mà nó trả lại cái tông da. Nếu mà trả lại tông da là chúng ta không chăm sóc nữa, chúng ta gian nắng, chúng ta ra ngoài thì lúc đó da chúng ta nó sẽ hư hại lại, da chúng ta sẽ đen lại thôi. Nhưng mà nếu mình duy trì thường xuyên thì nó giữ vững cái làn da và nó chống lại sự lão hóa, có nghĩa là nó ngăn lại cái lão hóa của cái lứa tuổi chúng ta. Nhưng mà chúng ta ngưng vì một cái lý do nào đó, do chúng ta sinh đẻ hoặc là do chúng ta bị này trải qua một cái thời gian bệnh nào đó mà chúng ta vô tình không có thể chăm sóc da, thì nó không có bị đen sạm này đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không chăm sóc lại mà chúng ta cứ bỏ cái làn da chúng ta phơi phơi ngoài nắng á, thì là sắt thép đá nó còn hư hại chứ huống gì da người, đúng không? Nên là tại sao cơ thể mình đã chăm sóc rồi mà lại mình bỏ bê, thì phải chăm sóc tiếp đi chứ. Chăm sóc nó đẹp thì chúng ta sẽ vui hơn mà. Đừng có cắt đứt cái niềm vui đó của mình nha các anh chị nha. Dạ, à, cảm ơn chị Hà. Chị Hà, em thấy có một câu hỏi rất là hay, nhưng mà dòng kem của mình là có cái ưu điểm này so với các cái sản phẩm khác trên thị trường á chị Hà, là các bạn hỏi là có cần phải tẩy tế bào chết trước hay không á chị Hà, trước khi sử dụng không? Rồi thì tẩy tế bào chết là cái điều mà luôn luôn cần thiết, cả tẩy cho da mặt và cho cơ thể mình luôn. Nhưng mà tẩy tế bào chết trên da của body này nó rất là đơn giản ha. Rồi Hà Minh sẽ lấy một cái sản phẩm này, Hà Minh tẩy. Ở đây Hà Minh dùng cái một cái cây bàn chải này nè. Hà Minh tẩy trước khi mà mình đi tắm. Vì các anh chị biết sao không? Nó sẽ giúp cho da chúng ta, cái mao mạch máu chúng ta nó sẽ nóng ấm lên, và khi mà chúng ta tắm trong cái thời gian mà bị đột ngột hoặc cơ thể mình yếu á, nó sẽ không bị đột quỵ. Đây là Hà Minh học được cái bí quyết khi mà mình đi học cái lớp mà là thải độc của bác sĩ Hoa ở bên cái những cái chương trình mà thanh lọc cơ thể. Thì khi mình chà trên da như thế này, mình đã đánh cái hệ bạch huyết của mình trong cơ thể của mình, thì nó sẽ kích thích nuôi dưỡng da từ những cái mạch máu mà nó thẩm thấu sản phẩm rất là tốt. Và mình nhớ là khi mình sử dụng những cái cọ này thôi, hoặc là mình sử dụng cái cọ này để mình bôi cái sản phẩm sữa tắm của mình á, mình lên mình tắm á, thì da của mình không cần tẩy tế bào chết từ cái sản phẩm muối biển hoặc là cà phê đâu, mà cái cọ này nè, cái cọ lông này nè, nó rất là thân thiện với làn da, nó không có làm trầy xước làn da, nhất là những cái làn da mong manh thì chị em rất là ngại sử dụng tẩy tế bào chết bằng muối hoặc là cà phê, đúng không ạ? Thì Hà Minh lựa chọn cái sản phẩm này để nó dịu cho làn da của mình, và thoa cái này, cái hệ bạch huyết trong cơ thể của mình nó thanh lọc rất là tốt, và nó làm cho da của mình là khi mà những cái tuyến mồ hôi, những cái tẩy tế bào chết, nhất là tế bào sừng, nó sẽ đánh bật ra khỏi da, và sản phẩm thẩm thấu vào da rất là tốt trong những cái thời gian đầu nha anh chị nha. Trời ơi, cảm ơn chị Hà rất là nhiều luôn. Chị Hà vừa mới chia sẻ một cái kinh nghiệm dưỡng da của chị Hà mà em thấy trên khung chat quá trời người hỏi chị Hà mua đâu, chị mua giùm. Đó, chị Hà chỉ cái cách này là không cần phải tẩy tế bào chết. Ai cũng hỏi chị Hà mua ở đâu để mà chị giùm đó chị Hà. À, thì khi mà chúng ta xài á thì chị Hà có chỉ là chỉ cần cái cây này xài chung với sữa tắm là đã tẩy được tế bào chết, và đặc biệt cái dòng kem body này của mình nữa cả nhà. À, nó không có giống những cái dòng kem khác, khi mà chúng ta thoa lên rồi sau đó là chúng ta tắm lại thì chúng ta sẽ thoa được, chứ nó không có bám lên da dày như những cái loại kem trộn đâu. Cho nên là mình thoa, mình tắm xong rồi mình thoa nó thẩm thấu rất là nhanh, như sử dụng như cảm thấy là nó không có bị rít bết gì hết á, cảm thấy rất là thích. Thì chị Hà cũng đã chia sẻ với cả nhà mình từ cái cách mà mình tiếp cận khách hàng, mình bán nè, rồi cách gia tăng doanh số nè, rất là nhiều những cái chia sẻ của chị Hà mình có giá trị trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì em thấy là trên khung chat cũng có rất là nhiều anh chị hỏi, nhưng mà cũng là những cái câu hỏi ví dụ như là có thoa lên trên mặt được hay không. Thì cái này là chị Hà cũng đã nói rồi nha cả nhà, cái này mình không có thoa lên trên mặt được, bởi vì mình là sản phẩm dưỡng body cho nên mình đừng có thoa lên trên mặt nha cả nhà. À, chị Hà, cái này chị Hà trả lời giúp cho em là cái lọ này thì thoa khoảng tầm bao nhiêu ngày á chị Hà, một lọ này thì cái lộ trình khoảng tầm bao nhiêu ngày là hết á chị Hà?
tùy theo diện tích của làn da và cái vùng da cần sử dụng. Ví dụ như là có những người phụ nữ họ không thích thoa vào trong cơ thể của bên trong của mình, phần ngực và phần ở sau lưng, thì họ sẽ thoa ở hai cánh tay và hai cái chân thôi, thì có thể sử dụng trong vòng từ 6 đến 8 tháng. Còn nếu như Hà Minh thoa hết cơ thể thì Hà Minh sử dụng là tới nay là 3 tháng rồi nhưng mà vẫn vẫn chưa có hết cái hũ này luôn đó. Thì chắc là tùy theo diện tích của da thôi, da càng rộng thì sử dụng càng nhanh hết, còn nếu mà da diện tích ít á, thì sử dụng là tùy theo cảm giác của mình. Có chị em á, là thích sử dụng là thay đổi tập tắm nhanh thì sử dụng một ngày 2 lần thôi, mỗi lần tắm là sử dụng. Còn có những chị em là chỉ sử dụng ban đêm thôi, nên là tùy cái điều kiện sử dụng và tùy cái diện tích da nha, mà chúng ta có thể sử dụng nhanh hay mau hết hay lâu hết. Nhưng mà họ nghĩ là cái chiết khấu từ cái đại lý của mình với cái sản phẩm này nó không bao nhiêu, nó còn là đâu đó khoảng 300 mấy thôi, thì mình sử dụng mà chia ra trong vòng cho là 3 tháng đi, một tháng mình cho da của mình có 100.000 thôi, thì nó quá rẻ để với làn da xịn sò như mình, đúng không ạ? Rồi, những cái vấn đề nào nữa không Như có thể kết nối với chị được không ạ? À, dạ chị Hà ơi, cái này da khô á, cái da làn da rất là khô thì mình sử dụng có cải thiện được không á chị Hà? Đặc biệt là da khô một thời gian đầu á, nó sẽ có cảm giác như nó khô hơn một tí nha. Ha, mọi người có làn da khô á, thì nhớ là nó vì sao ạ? Vì nó đang tái tạo lại cái lớp nền của làn da. Nên là trong những cái tuần đầu thôi thì có cảm giác là nó khô hơn một xíu, nhưng mà qua 2-3 ngày thì Hà Minh cảm giác là cái khô đó nó không còn nữa. Thì lúc trước đây da Hà Minh cũng khô, vì mình không có tìm ra một cái dòng body nào để mình có thể tin tưởng, và mình cứ chờ đợi cái ông Lee Ho Jin đó, ông đưa cái body công thức qua cho công ty của mình. Nên là Hà Minh chờ đợi và Hà Minh sẽ cảm giác là thử những cái lần đầu tiên từ cái tinh thể nước trên cái sản phẩm này lên, thì Hà Minh cảm giác là mình cũng hơi thất vọng vào cái những 2-3 ngày đầu tiên vì nó sẽ khô một tí. Nhưng mà nếu chúng ta biết là chúng ta tẩy cái lòng chết này, chúng ta xoa theo cái tính cách, có nghĩa là xoa theo cái chiều mà xoắn ốc á, xoắn ốc, và chúng ta vỗ nhẹ như thế này cho nó kích thích lên á, thì nó thẩm thấu và nó làm thay đổi cái tế bào chết trên da trước đi, nó đẩy ra từ bên trong, nó đẩy ra, nó nuôi dưỡng từ bên trong, thì nó làm cho da chúng ta rất là mềm và nó mướt luôn luôn, nó cảm giác da chúng ta lúc nào cũng mát hết á, mát và nó tươi mát. Rồi, viên nang không kìa Như ơi, có anh Hà Anh hỏi cái điều đó đúng không? Chị Hà, như kem này là anh này, anh hỏi là bị viêm nang lông rồi thoa lên có được hay không chị Hà? Viêm nang lông á, là cái lỗ chân lông của mình nó bị bít tắc đúng không? Và cái lông nó bị mọc ngược và nó không thoát mồ hôi ra. Nên là những cái anh chị mà bị viêm nang lông á, thì Hà Minh khuyên á, là nó phải tẩy đi cái tế bào trên cái hệ bạch huyết bên ngoài da của mình nha. Thì chắc chắn là chị có như hai người đang hỏi vấn đề đó, đó là Hà Đức Anh với lại chị nào đó. Có hỏi về cái viêm nang lông, chị Bích Mỹ, Mỹ Bích á, có hỏi về cái viêm nang lông, nên là mình phải kết hợp một cái điều trị là viêm nang lông trên cái việc là mình xoa và mình đẩy cái hệ bạch huyết. Viêm nang lông thì chúng ta cần thiết nhất là thanh lọc cơ thể và thanh lọc làn da, sau đó chúng ta sử dụng kem thì nó sẽ thay đổi cái vấn đề là khô ráp và bích tắc cái nang lông của mình, nên là phải kết hợp ha, kết hợp và kem body này á, nó sẽ giúp lấy lại cái làn da tươi mới cho những cái người bị viêm nang lông. Rồi chị Hà, em thấy là có rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên thì em thấy là cũng có những cái câu hỏi lặp lại chị Hà, thì nãy giờ chị Hà cũng đã trao đổi trả lời giúp anh chị rất là nhiều rồi. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chị Hà đã hỗ trợ cho cả nhà mình rất là nhiều vấn đề, từ cái cách mà làm sao mình để tiếp cận khách hàng, mình bán hàng nè, rồi xong rồi chị Hà còn chỉ những cái kiến thức ngồi lề thoa kem như thế nào cho dễ thẩm thấu, rồi từ lỗ chân lông mà chúng ta bị viêm thì chúng ta cần phải có cách xử lý như thế nào rồi mới sử dụng kem lên. Còn ngày hôm nay chị Hà chia sẻ rất là nhiều đó cả nhà. Có những câu hỏi chị Xuân Hương có hỏi là thoa kem thì nó dính như lòng bàn tay thì chúng ta làm gì? Thì các anh chị ơi, thoa kem mà dính lòng bàn tay thì chúng ta thử giác đi rửa tay thôi ha anh chị ha, để mình làm tiếp những cái vấn đề khác. Còn nếu mình không làm gì, chúng ta đi ngủ thì nó không sao cả. Nhưng mà nếu mà dính lên lòng bàn tay á, thì chắc chắn cái sản phẩm gì mình dùng tay thì mình sẽ thoa nó dính thôi. Kể cả mình dùng, mình chế biến thức ăn cũng vậy. Chúng ta hãy rửa tay đi. Thôi cái vấn đề nó đơn giản lắm. Nên là tại sao MC không kết nối cái câu này. Dạ, em cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Rồi. Nếu như mà em thấy không, trong Zoom mình không còn anh chị nào có câu hỏi gì thắc mắc nữa hết, thì
Bao nhiêu anh chị hỏi một đậu lắng xong cho chị Hè luôn, lắng que kem mặt, hỏi chị Hè xài kem mặt gì mà sao da của chị Hè đẹp vậy? Thì nếu như mà bây giờ em xài kem body trắng như vậy mà da mặt em không trắng thì sao? Chị Hè có thể chia sẻ những cái sản phẩm dưỡng da hay không? Thì không biết cái này là tùy tùy lòng của chị Hè có thích chia sẻ thì em nhờ nhờ chị Hè nha. Một câu hỏi rất là vui ha, một câu hỏi mà Hà Minh cảm thấy là khi lên hỏi như vậy thì nó cũng đâu đó nó giải quyết cái nỗi lòng có rất là nhiều anh chị trên đây. Thì là da mặt cụ thể là mình bạn Như cũng đẹp gì, bạn Như cũng trắng sáng, Hà Minh cũng vậy, da mặt rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà mình tìm ra một cái sản phẩm thích hợp với da mặt của mình, thì mình sẽ biết là cái loại kem nào nó phù hợp với da mình, chứ không thể Hà Minh chia sẻ là Hà Minh sử dụng cái này nó đẹp rồi anh chị sử dụng nó không phù hợp thì sao. Thì lúc trước khi mà mình sử dụng á thì mình phải hiểu làn da của mình như thế nào. Thì các anh chị có biết những cái group mà kinh doanh ở hiện nay là Hà Minh đã ở vào bốn cái group để Hà Minh phụ trách luôn, đó là group mà sản phẩm của Vifarm đó anh chị biết không ạ, group Zalo, rồi một cái fanpage, một cái fanpage của Vifarm nè, rồi một cái group Facebook của Vifarm Dr. Lee nữa. Anh chị lên đó anh chị sẽ biết là mình tìm được những cái sản phẩm nào phù hợp với làn da. Như lúc trước đây Hà Minh cũng đã người là người từng sử dụng rất là nhiều sản phẩm trên thị trường, sản phẩm nào Hà Minh cũng thử qua và vô tình của làn da của mình bị hư. Cũng nghe truyền miệng, ừ chị già xài cái gì đẹp vậy, cho em bày cho em chị chỗ mua để em xài y như các anh chị ngay bây giờ thôi. Nhưng mà Hà Minh khuyên trước khi chúng ta có muốn có một làn da đẹp như Hà Minh, như Quỳnh, như như là như Quỳnh à, Quỳnh Như đi, thì mình phải hiểu da của mình đang cần gì và da của mình đang ở chế độ nào để mình có thể là bổ sung những cái sản phẩm phù hợp với làn da. Chứ nếu là lúc trước đây mình vô tình mình sử dụng rất là nhiều loại kem như Hà Minh, làn da của mình bị hư hại, vô tình nhiễm corticoid, thì mình phải phục hồi da nè, song da nè, rồi mình phải sử dụng những cái sản phẩm là đặc trị để phục hồi cái làn da mình. Và khi sử dụng sản phẩm thì mình phải biết cách sử dụng như thế nào để cho nó có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của làn da, chứ không phải là sản phẩm nào đưa lên mình cứ bôi bôi chét chét là nó sẽ đẹp đâu. Mình phải biết cách sử dụng cái sản phẩm nào mình nên massage, cái sản phẩm nào mình nên là nâng tông, sản phẩm nào mình sử dụng từ dưới lên trên, cái sản phẩm nào mình chỉ phủ thôi. Rất là nhiều cái vấn đề nên là mình cần tìm hiểu những cái kiến thức của mình, hãy vào những cái group đó đi thì Hà Minh sẽ hỗ trợ cái nền da của mình đang cần những sản phẩm gì, chứ không phải da ai cũng sử dụng cái sản phẩm đó được đâu. Có thể là Hà Minh lúc trước sử dụng kem khác, bây giờ Hà Minh sử dụng kem khác và da các anh chị đang ở vấn đề này, thì bây giờ Hà Minh đâu có đưa sản phẩm này và Hà Minh tin tưởng sản phẩm nào thì Hà Minh sẽ hỗ trợ các anh chị sản phẩm đó, được không ạ? Dạ dạ rồi, cảm ơn chị Hè rất là nhiều. Và mọi người có thể gặp chị Hè rất là nhiều ở trong cái chương trình huấn luyện của bên nhà cung cấp Vifarm. Thì chị Hè có đào tạo rất là nhiều về cái sản phẩm cho da mặt cũng như là các sản phẩm dòng kem body của bên nhà cung cấp Vifarm, thì chị Hè đào tạo rất là chuyên sâu. Thì hiện tại em Như cũng vừa mới học qua cái khóa của chị Hè đào tạo thời gian mới đây có 3 cái ngày chị Hè đào tạo rất là chuyên sâu về bên mỹ phẩm làm đẹp á. Thì nếu như cả nhà mình ai mà quan tâm đến cái lĩnh vực này thì có thể tham gia những cái group có chị Hè, thì chị Hè sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình nha cả nhà mình nha. Thì mọi người muốn xin link giúp thì mọi người cứ về nhóm của mọi người, sẽ có những cái anh chị leader sẽ hỗ trợ cho mình vào những cái group mà hiện tại đang hoạt động bên công ty của mình hỗ trợ nha cả nhà mình ơi. Và ngày hôm nay em xin cảm ơn chị Hè rất là nhiều, một người chị rất là trẻ trung, năng động và dễ thương, chia sẻ hết cái tâm huyết của chị trong buổi sáng ngày hôm nay cho anh chị mình. Và hy vọng rằng với những kiến thức mà chị Hà đem hết lòng mình chia sẻ với cả nhà mình hôm nay thì cả nhà mình có thể nhận được cái giá trị đó, và chúng ta hãy cố gắng lên, cháy hết mình, đem cái năng lượng buổi sáng ngày hôm nay để đi có thể bán bùng nổ doanh số cùng với dòng kem Dr. Lee nha cả nhà mình nha. Và em cảm thấy là bây giờ cũng là đến giờ của tất cả các anh chị cũng bắt đầu đi làm có công việc đúng không ạ? Vậy thì cả nhà mình hãy bật mic lên để có thể chào nhau, chúc nhau một buổi sáng thật là tốt lành, thật nhiều niềm vui. Chúc cho chị Hà có một buổi sáng thật là tốt lành, nhiều niềm vui, công việc thật là thuận lợi chị Hà mình nha. Rồi, xin chào cả nhà. Bye bye, xin chào cả nhà nha.